Đội phi hổ luôn luôn phải đối đầu với bọn tội phạm hung hăng nhất, cho nên chúng ta nhất định phải tinh nhuệ. Mọi người có thể đứng ở đây hôm nay là đã trải qua một cuộc tuyển chọn rất nghiêm ngặt. Sự trở lại của những anh em trong đội phi hổ. Tuy chỗ này khắp nơi đều có cửa ra vào, nhưng bên trong tòa án không có cửa sổ, cho nên không quan sát được, không dùng được lính bắn tỉa. Với tội phạm mà nói là một ưu thế trong một mức độ nào đó. Chỉ huy trưởng, sếp của đội phi hổ, người mà tôi muốn gặp. Những vụ án với tình tiết gây cấn, hóc búa. Không có thế lực nào có thể ngăn cản sự thật của công lý. Tôi còn con tin này trong tay. Tôi muốn có virus trong phòng thí nghiệm. Lập tức lấy ra cho tôi. Thứ cô cần đang ở đây. Tất cả sẽ có trong phim truyện nước ngoài Phi Hổ phần 2. Phim được phát sóng vào lúc 19:45 hàng ngày trên sóng truyền hình Tiền Giang, bắt đầu từ ngày 9 tháng 5 năm 2017.